Alo, alo, xin chào các bạn nha. Hôm nay rất vui khi các bạn là ghé thăm kênh của mình. Mình xin giới thiệu một cái loại cà phê giống mới sản xuất cách đây đưa vào thị trường khoảng tầm được vài năm thôi. Đây là cái cây cà phê đấy, các bạn thấy không? Đó, giống mới đấy. Thằng này thì nó bản chất của nó là cái năng suất của nó rất là cao. Cái tán của nó đó thì không bằng cái cà phê vối bình thường của mình. Đó, các bạn thấy không? Cái cà phê vối của mình cái tán nó rất là rộng. Thường trung bình là bán kính hố là 1 mét đến 1,5 mét. Còn thằng này thì tán nó nhỏ lắm, chắc khoảng tầm 1 mét thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, cái cây mình đang đứng đây này là hiện tại nó rất là nhỏ, mới có trồng được 1 năm, đến thời buổi này là được gần 1 năm, à đâu được hơn 1 năm chứ, mùa mưa năm ngoái mà gần 1 năm đấy. Mà bây giờ các bạn thấy không, nó đã ra hoa hết rồi này. Cái chiều cao của nó thấp thôi. Cây này hiện tại bây giờ chắc khoảng tầm 50. Hoa rất là nhiều và bung hoa sai lắm. Các bạn xem này. Đó. Thấy không? Các bạn nhé. Đấy. Bông nó bung lớn không kém gì cái bông của cái cây cà phê đang thu hoạch bây giờ. Rồi, các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm và nghiên cứu thêm về cái giống cà phê này thì có thể comment cho mình. Cần gì thì mình sẽ giải đáp, hoặc những cái gì mình biết thì mình sẽ nói. Cái vườn nhà mình hiện tại bây giờ đã thay toàn bộ bằng giống cà phê này được 1,5 hecta rồi. Đấy, còn 2 hecta cà phê kinh doanh cũ kia thì có khả năng là khi mà cái cà phê giống mới này thu xong thì mình cũng chuyển đổi luôn. Thôi, video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ comment và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây mình có cây sung này. Nhìn đã sung. Đấy, các bạn thấy không, cái héc cà phê này mình đã thay bằng cái giống mới hết rồi đấy bạn. Đó, và hiện tại là đang tưới ở dưới. Đây cũng là một cái cây trong vườn đây các bạn này, nó cũng chuẩn bị bung hoa đấy. Bây giờ nó đã bắt đầu ra hết cái chồi hoa và mai là có thể khả năng là nó bung hết rồi. Đấy, các bạn thấy không? Rất là thấp. Cây này được khoảng tầm 8 đến 10 cặp cành rồi. Mới trồng được 1 năm. Đây, một cặp. Một cặp. Hai cặp. Ba cặp. Bốn cặp. Năm cặp. Về được 5 cặp cành. Hơn 1 năm. 1 năm hơn 5 cặp cành.